Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Tức VN. Đây là bản tin cập nhật cái hồ hơi mới nhất ngày hôm nay 17 tháng 8 năm 2023. Trong bản tin này chúng ta sẽ cập nhật cái hồ hơi mới nhất tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Sau đây là chi tiết của bản tin, kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, kênh Tin Tức VN là kênh chuyên cập nhật những thông tin giá hồ hơi hàng ngày. Và nếu như nhiều lần đầu tiên đến với kênh thì bấm nút đăng ký ở phía dưới video để nhận được giá và những tin tức mới nhất về thị trường hơi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại các thành đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá hơi đang dịch phổ biến quanh mức từ 59 cho tới 61. Tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, giá hơi trong khoảng từ 58 cho tới 61. Ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá hơi đang phổ biến quanh mức từ 60 cho tới 62, trong đó giá hơi tại Hòa Bình trong khoảng từ 60 cho tới 62. Tại Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trong khoảng từ 61 cho tới 63. Ở các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, giá hơi đang phổ biến quanh mức từ 60 cho tới 63. Giá hơi tại Quảng Ninh đang ở mức từ 60 cho tới 64. Tại khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, ở Bắc Trung Bộ, giá hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An đang dao động quanh mức từ 58 cho tới 60. Tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mức từ 58 cho tới 59. Khu vực Nam Trung Bộ, giá hơi đang quanh mức từ 57 cho 59, trong đó tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa ở mức từ 57 cho tới 60. Giá hơi tại Bình Định, Bình Thuận ở mức từ 56 cho tới 59. Tại khu vực Tây Nguyên, giá hơi tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum đang quanh mức từ 57 cho tới 59. Chuyển xuống khu vực phía Nam, giá hôm nay ghi nhận tăng nhẹ khoảng 1 ngày đầu kia tại các khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Trong đó thì giá hơi tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước đang ở mức từ 59 cho tới 61. Các tỉnh Tây Nam Bộ, giá hơi tại Long An, Tiền Giang ở mức từ 59 cho tới 60. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu ở mức từ 58 cho tới 60. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang ở mức từ 59 cho tới 61.